xin chào các bạn, hiện tại mình đang ở Long Sơn. Cứ ngồi ăn miếng ở trong phòng cũng chán, cho nên hôm nay Linh sẽ đưa các bạn đi du lịch ở Long Sơn nha. Khi nói đến Long Sơn chắc hẳn nhiều người vẫn còn xa lạ, tuy nhiên nơi đây trước giờ đã rất nổi tiếng là xứ sở nuôi hàu. Vị trí của Long Sơn nằm ngay cửa biển, nơi mọi người còn lập ra các bè nuôi cá biển và hải sản nổi trên mặt nước. Khi các bạn đến Long Sơn mà đi qua cầu Gò Găng, nhìn xuống hai bên cầu sẽ thấy rất nhiều bè, tạo nên một khung cảnh rất là đẹp và tấp nập. Long Sơn là một xã đảo thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi đây vẫn giữ được nét hoang sơ rất đẹp. Mình biết đến Long Sơn tính đến nay đã gần 10 năm rồi, do mình có người quen ở đây. Ngoài nuôi hàu và hải sản thì ở đây còn có các ruộng muối. Đây là hình ảnh các ruộng muối nhìn từ trên cao, rất đẹp đúng không các bạn? Hôm nay tụi mình sẽ không phải đi với tư cách của một khách du lịch đi khám phá, mà tụi mình sẽ đi theo anh trai mình ra đồn hải sản của anh để chơi. Thì cái đồn ở đây á, người ta gọi là nó là một cái dạng như là một cái cồn nổi giữa sông, và ở đó thì người ta nuôi thủy hải sản ở đó. Bây giờ Linh mời các bạn cùng đi ra đồn hải sản với Linh nha. Bây giờ bắt đầu tụi mình sẽ di chuyển ra thuyền để đi ra đồn nha các bạn. Mọi người đang sửa soạn đồ nè. Đồ cũng khá, đi lấy được cái dù lên mấy cái đường chứ. Dù làm gì máy đâu. Dạ bây giờ mình đã tới bến thuyền rồi nè các bạn ơi. Mình sẽ đi bằng thuyền ra đồn nha. Mình cũng không hiểu tại sao mà các anh gọi cái cồn đó là cái đồn nữa. Thì mấy anh giải thích là ra ngoài mà lỡ có té xuống nước cái đùn á thì mới gọi là cái đùn. Đồng hành với Linh hôm nay thì có chị Trúc của kênh Trúc Vú, em trai của mình, chồng mình và bạn Lập. Còn anh trai mình là người mặc áo hồng đội nón lá, cũng là anh chủ của đồn hải sản nha. Ảnh tên là Ngữ. Bây giờ anh trai mình sẽ nổ máy thuyền nha các bạn. Các bạn coi ông anh mình, ổng điều khiển thuyền bằng chân chuyên nghiệp ghê chưa kìa. Ổng đứng coi hướng rồi lấy chân bẻ lái. Ở thành phố tụi mình làm việc trong phòng kính không à, nên cảm giác rất là tù túng luôn. Lâu lâu được đi chơi, ngồi trên thuyền ngắm cảnh non nước như vậy thì rất là thoải mái. Mọi căng thẳng giống như là tan biến đi vậy đó các bạn. Để ra được tới đồn hải sản của anh trai mình sẽ mất khoảng 30 phút. Điều đặc biệt ở Long Sơn tuy là diện tích không lớn nhưng phong cảnh non nước rất hữu tình. Vừa có núi rừng nè, vừa có sông biển. Long Sơn đẹp ở các hoang sơ chưa được khai phá nhiều. Và mình rất mong là nhiều năm nữa Long Sơn vẫn sẽ đẹp hoang sơ như vậy. Bây giờ mình đã tới nơi rồi các bạn. Hôm nay cây nhiều vậy anh? Mọi người đang bắt đầu lên trên bờ các bạn ơi. Bây giờ mình đã tới cái đùng rồi. Đồng rồi. Ra tới ngoài đùng rồi. Bạn đưa cho mình bạn chọt nữa. Không biết là bạn vừa chọt qua cái gì nó đau không? Bạn có thích chọt cái gì? Cái gì đó nha.
Bây giờ mình sẽ đi lên. Ui ui ui, bập bên bập bên. Bây giờ mình đã tới nơi rồi các bạn, mình đã lên được cái đùng hải sản của anh, của ông anh mình rồi. Không có gì hết á. Của anh Ngữ rồi. Đây. Mình sẽ cho các bạn đi tham quan vòng quanh nha. Ở đây anh có trồng mấy cái trái ớt rất là tốt luôn nè. Đó. Rất là đẹp. Và xung quanh thì được bao bọc bởi một cái bờ đất. Đùng của anh trai mình khá lớn. Nhìn từ trên cao các bạn có thể thấy các bờ đất được đắp để giữ nước. Ở giữa các cây tràm mọc thành từng cụm. Ở Long Sơn có rất nhiều đùng hải sản như vậy. Đây là nơi mà người dân Long Sơn khai thác hải sản tự nhiên. Và cái chỗ này là ảnh sẽ nuôi thả hải sản tự nhiên ở đây. Thật sự là ảnh sẽ không nuôi bằng thức ăn đâu các bạn. Ảnh sẽ mua con giống và ảnh bỏ ở đó rồi đợi nó lớn lên rồi ăn luôn. Cho nên là nó hoàn toàn là tự nhiên 100% nha các bạn ơi. Không can thiệp những thức ăn nha. Đó. Đó, ở đây là hoàn toàn là tự nhiên luôn. Cho nên cái sản lượng mà để cung cấp cho thị trường không có nhiều. Chỉ có những ai biết thì đặt mới có ăn thôi các bạn. Có bạn nào thích ăn hải sản thiên nhiên không? Không phải có tiền muốn là ăn được đâu các bạn ơi. Nhiều khi mình phải có những cái mối quan hệ quen biết thì mình mới biết mà mình đặt thôi. Rất là đẹp nha các bạn. Ui, ở đây rất là đẹp. Đó, non nước hữu tình luôn. Bây giờ mình sẽ trở lại xem có tiết mục gì nữa hay không. Trời ơi, cậu kìa. Ôi, chỉ gì ảnh đồ lên trên kìa. Ôi, hôm nay cây nó mọc dữ vậy hả anh? Trước đâu có đâu. Trồng mà. Vậy hả? Me trồng mảng cầu có luôn kìa, tại hơn hết đây. Ở ngoài đây thì có hai bé chó canh gác, bơi rất là giỏi luôn. Một bé thì làm mommy nhiều lứa rồi. Có 10 năm rồi á. À, mommy 10 năm rồi, còn một bé màu trắng là con của bé đó không anh? Trắng là cụ á. Cụ luôn hả? Trời ơi, đây nè. Giết mà răng nó không còn luôn á. Mấy em này là lớn tuổi lắm rồi, lớn tuổi hơn cả con mình nữa các bạn. Nhà mấy đứa nó kêu là chị chó. Bi xuống chứ. Ba cho con đựng chị chó nha. Tại chó lớn hơn tuổi Bi. Là chó già đó hả? À, giờ nó rụng răng hết trơn. Nó rụng răng hết. Nó biết nha. Nó không có cắn. Vuốt cái làm hưởng thụ. Ơ, sao chị chó dễ thương vậy? Sao chị chó bị cột vậy ba? Cái chậu cái quả của người ta. Theo này anh là con chó chú Bi á. Hàng xóm nè. Nó thương động vật lắm trời ơi. Có chó con đó hả? Mà đụng cái gì là khóc đó, khóc mà khóc trong tim á. Xin chào các bạn. Bây giờ tiết mục tiếp theo là chúng ta sẽ đi ra đùng vớt hải sản. Mời các bạn đi với tôi nha. Do hiện tại số ký của Linh hơi cao nên lên xuồng kiểu này sợ lật, để mình đi cho an toàn. Các bạn đi theo mình nha. Kéo lưới. Chúng ta cùng khởi hành nào. Mọi người ơi, mình đi nha. Bên ơi, cho tôi đi với. Thay đồ rồi được ba. Ghi thách lập lại hay sao? Rồi, cứu em. Đời đồ. Cái này kêu nữ gì đây đó. Kiều nữ đã bước lên xuồng của đại gia đùng. Tơ bôi. Đặt tả bước chân. Ai, tơ tả, ai. Yeah. Lập, anh vô lấy cái ghế ngồi nhỏ nhỏ cho. Đó, được rồi đây. Anh. Vừa kép thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ theo anh Ngữ đi ra đùng mà vớt hải sản lên. Bây giờ là trước tiên đi bủa lưới trước nha mấy huynh đệ. À, trước tiên bây giờ đi bủa lưới. Cảnh ở đây quá trời đẹp luôn, quá cái thơ mà. Ủa, dẻo vậy hả? Các bạn thấy không? Chỉ đọc điêu liệt. Ờ, chiều nay mình phải trải nghiệm cái này mới được. Trời ơi, thích quá rồi. Cảnh ở ngoài này rất là đẹp các bạn. Trời ơi, như Vịnh Hạ Long luôn á. Lên hình một cái như Hạ Long luôn nè. Bình, tôi bắt cái góc như này lên được không? Phải vậy anh, sợ cái chỗ đó đó. Như Vịnh Hạ Long luôn các bạn. À, gì đâu á. Rồi, bây giờ sẽ thả lưới trước.
bổ lưới nha mấy anh em. Các bạn có thấy không? Ảnh vừa chèo vừa giăng lưới. Và bây giờ mình sẽ thả lưới xuống chút xíu cái mình ra mình gỡ lưới sau. Chiều nay phải trải nghiệm thôi các bạn ơi. Các bạn hãy thử đi chơi một lần giống như tụi mình đi. Rất là vui. Mê luôn á. Nói chung là những cái khu du lịch thì mình đi tới đó mình chỉ vô bàn rồi mình ngồi mình ăn. Thì ở đâu mình ngồi mình ăn cũng được. Cái này chơi dân giả. Cái này mình chơi kiểu dân giả. Trải nghiệm ha. Trải nghiệm. Trải nghiệm cuộc sống. Ô đừng ngại lắm ha. Thả lưới hình chữ S đồ. Cảnh thì bao thơ mộng luôn. Ở đây là nó tự nhiên hết, mình có mua cá con gì mình thả không anh? Ủa vậy là nếu mà thả vậy bên kia là nó đi đâu bên kia làm sao? Không, còn bên đó làm sao? Nó bay qua bên đó nó ở sao? Nguyên cái đùng á. À, cái đùng là của mình hết. Đại gia mấy bạn ơi, đại gia có một cái đùng hải sản. Quá dữ rồi. Ai mà lấy được anh ấy là ra đùng ở luôn. Vẫn luôn đang độc thân. Mũi cắn thấy bà nội luôn. Ai có nhu cầu thì cứ comment để số điện thoại ở bên dưới nha. Mình sẽ inbox số anh này nha. Ủa mình thả vậy mình không có cắm gì hết trơn, thả khơi vậy nó hỏi trôi lưới sao? Ủa? Để có hải sản ăn thì bây giờ chúng ta phải đi thu hoạch các bạn ơi. Vũ ơi, Vũ bước đâu Vũ, để cắn cái miệng xuồng Vũ ơi. Vũ mày là nó luôn là chìm xuồng đó. Ghẹ nha các bạn. Đây là con ghẹ. Còn nữa hết anh trong đó. Ồ. Chưa. Quay cái ánh nắng đẹp quá. Đây là tôm sú rồi mọi người ơi, bé xí xì xì, mình sẽ thả nó xuống để múc nó lớn lên rồi mình ăn nó sau. Đây là cái vấn, cái này kêu bằng cái gì? Gập. Cái gập. À. Nếu mà mình thu hoạch để mình bán thì một ngày mình thu hoạch được bao nhiêu ký ghẹ anh? Tầm khoảng trung bình. Tầm khoảng bao nhiêu? Chục ký không? Nấu thì nấu cũng bước trước của nó. Nhưng mà trung bình á? Trung bình hả? Dạ. Bình nhà thì cái nước xiên là chục ký. Chục ký mà ký là trong khoảng trăm mấy đến 200 ngàn. Là ngày em kiếm được cả triệu mấy đó mấy bạn. Ở trên thành phố mà ngày kiếm 1 triệu mấy á, mình ăn xài, sắm sửa thứ này thứ kia là mình hết rồi. Còn đây á, 1 triệu mấy, không tốn gì hết.
ăn là có đồ ăn tươi sống ở đây là không tốn tiền gì hết, nên là 1 triệu mấy còn đi. Tháng dư 30 triệu. Đúng rồi, dần. Năm dư 300 triệu, 3 năm dư 1 tỷ. Đại gia là một chuyện gì đó rất đơn giản ở đây các bạn ạ. Nhưng mà rất tiếc là mấy con gà ăn dữ lắm. Có gì? Gà. À, nuôi gà các bạn. Nói chung là ảnh làm được như tiền ảnh nuôi gà. Mình thì rất là sợ sông nước, bởi vì mình biết lội mà. Cái lộn, mình không biết lội. Mình không biết lội cho nên là lên xuồng như vậy thì mình rất là sợ nó chìm. Nhưng mà nhà người yên có một chỗ rồi. Đúng rồi. Nhưng mà anh Ngữ anh nói là xuồng có chìm thì anh sẽ vớt em lên trước. Em hứa rồi. Cho nên là mình phải dám đi các bạn. Chứ không hứa là không dám đi đâu. Phải vú các bạn. Thật sự đi chơi như thế này á, vui thì có vui các bạn. Vui lắm. Rồi, ăn đồ ăn tươi ngon dữ dằn lắm. Nhưng có một cái vấn đề quan trọng là cũng hơi cực, cực lắm các bạn. Nắng nồi nực nồi. Giết mà da tôi cháy đen dữ. Da tôi đen là tại vì da tôi đen sẵn. Nên là không có gì phải bàn. Nhưng mà nắng thì nắng rất là cực các bạn. Kéo. Và bây giờ thì các bạn hãy xem vú kéo rạp, kéo gập. Để em lột dép dục đi. Quấn đẹp chưa? Quấn tóc gì đẹp chưa? Vú rất là chịu chơi các bạn. Để chơi mọi trường hợp luôn. Mọi vấn đề vú đều cũng thử hết. Nên là các bạn yên tâm. Vú sẽ không bao giờ té dưới đây đâu. Cái này là cái con. Coi chừng té nghe vú. Nữa hả? Chiếc xuồng ba lá đông đưa anh còn em theo lái, còn em theo lái chèo quay lòng vòng. Con gì vậy anh? Chưa. Con đó ăn được không? Không. Ủa sao nó quá trời. Ờ con người mình cái gì ăn không được. Quan trọng ăn vô rồi nó có bị gì không chứ cái gì ăn không được. Các bạn thấy như vậy chứ không có ít đâu nha. 5-6 người ăn no luôn á. Hôm qua đi đổ vớ ngoài kia quá trời luôn. Bình ơi cho trải nghiệm cái này nè Bình. Cái này là sứa. Mình sẽ cho mọi người coi con sứa em bóc vô có sao không? Mọi người ơi đây là con sứa nè. Bây giờ nhìn nó coi nó như một con thủy quái á mọi người. Đó ghê chưa. Lép lép lép. Kéo lên một cái rập như vậy nó cỡ hả cả 100 con á mọi người. Khoan sao nó thấy nó không có vô nét vậy trời. Vô gần quá rồi. Mình thả xuống nước coi hiệu ứng của nó sao nha mọi người. Nó gà nó tiếp. Đây đây, con sứa này là con sứa ở trong đùng. Cho mọi người coi, bây giờ mình thả nó xuống nước coi coi nó sẽ phản ứng như thế nào nha. Ồ, mọi người thấy nó xuống nước chưa? Là nó xòe ra, nó ra cái hình này nó như một con ốc rồi mọi người. Và bây giờ nó đã phun cái nước tím tím gì ra nè mọi người. Ý. Ý. Giống con mực, hay mực thụt cái kìa. Buông ra trả lội luôn đi. Ơi nó bơi luôn hả? Sao con này nhìn xấu vậy ta? Con sứa. Ý. Cái miệng đang phun mực. Ủa cái miệng là đó hả? Em tưởng cái miệng là khi anh la cái em sợ không hả? Cưng quá. Ai để em lựa mấy con này em bỏ nó xuống tội nghiệp luôn. Ê. Trời ơi định kẹp tôi kìa. Có con tầm số bự rớt ra ngoài hả chú? Ừ để tôi lượm. Lượm trời ơi con quỷ kè ghẹ này chị có bắt mày đâu mà mày cắn chị. Đi ra chỗ khác chơi cho chị bắt mấy con nhỏ chị thả xuống rồi. Đấy. Không vậy, không vậy. Mày giữ thì sao giữ. Các bạn ơi bây giờ là chúng ta sẽ đi vào thôi. Bây giờ chúng ta đi vào và chế biến nha các bạn. Vô đây là đủ để 5 anh chị em chúng tôi say sưa mồi màng rồi đó các bạn. Nhiều lúc anh nói vậy mà người ta. Mời các bạn vào cùng chế biến bạn với chúng tôi nha. Anh chồng mình đã quay đề được về rất là nhiều ghẹ. Mình sẽ đổ lại cho các bạn xem nha. Đây. Đó. Quỷ ha. Anh nói thiệt bố. Em có nói gì đâu. Em có nói gì đâu. Hiểu điều tục nữ liền, bê đơ liền. Tâm này tâm gì?
Các bạn ơi, chị Trúc đã rửa xong mấy con tôm, mấy con ghẹ này nè các bạn. Đây rất là bự các bạn ơi. Đây con tôm này các bạn ơi, mình sẽ để nó lên nướng. Nó vẫn còn giật giật luôn nè. Bỏ lên nướng đi. Đây, giờ nó chín rồi nè các bạn ơi. Vô lấy. Các bạn ơi, con tôm này nó chín rồi nè. Các bạn có thấy nó khác so với con tôm mình thường ăn ở trên thành phố không? Mình về đây mình thấy thì cái loại tôm này là khi mà mình nướng hoặc là mình luộc lên á, thì cái vỏ nó cực kỳ đỏ luôn, nó đỏ. Nó dạng như là đỏ cam á. Nó đỏ và vỏ nó rất là dày. Thì cái loại tôm này mới đúng là tôm thiên nhiên nha các bạn. Còn cái loại mà mình hay ăn vỏ mỏng á, là không phải là tôm thiên nhiên mà là tôm nuôi. Và cái con này ăn cực kỳ ngọt và cực kỳ ngon luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nướng nha. Tôm của mình đã chín rồi nè các bạn ơi, mình sẽ gắp tôm ra nha. Wow, màu đỏ tôm rất là đẹp luôn á. Trời, cái tôm này ăn là ngon bá cháy. Rồi này, bưng vô đi. Bây giờ mình sẽ bưng vô. Ngon lắm nha. Đây, ghẹ này mình cũng đem đi nướng luôn nha các bạn. Trời, nó kẹp cái càng của con gì đây. Nó còn sống à? Còn sống không? Đây. Nó còn sống á các bạn ơi. Đó. Nó vẫn còn sống á nha. Chín rồi á, nó chín rồi. Chín rồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ, trời ơi, sau khi một mình đi luộc cái gì, mình đi nướng ghẹ thì cái dĩa tôm thì còn lại một con duy nhất các bạn. Mình buồn ghê, mình tính tụ họp mọi người lại ăn rồi mọi người tự lấy ăn luôn rồi. Bây giờ chắc là mình vô mình sẽ xử con này luôn. Các bạn ơi, hồi nãy là mình tính là nướng ghẹ và nướng tôm xong thì mọi người sẽ tụ họp lại ăn. Nhưng mà khi mình quay lại thì còn lại một con duy nhất các bạn ơi. Chỉ còn lại một con duy nhất thôi. Cho nên bây giờ mình sẽ xử con tôm này luôn. Bởi vì mình đang rất là đói bụng rồi. Bây giờ ăn con tôm này, còn cái phần ghẹ này thì một lát nữa mọi người sẽ tụ họp lại ăn xong. Anh dám giành của em hả? Miếng ăn là miếng tồi tàn. Cái này các bạn ơi, rất là ngon. Con tôm ở Long Sơn rất là ngon. Tại vì thứ nhất là nó thiên nhiên. Ngon quá. Nó không sủa đúng là nó chó sủa đây chứ không cắn á. Ngon. Nó không sủa, nó không gì hết, nó lại nó tát một cái. Các bạn, mình sẽ lột tôm kìa. Nghe là mình thấy sâu hấm rồi. Chị Trúc mới vừa bị chó cắn các bạn ơi. Sau một lần nghịch hơi dại của anh chủ đùm.
Rồi cắn hai lần nữa cho chị Linh quay nữa. Em bị ám ảnh với anh hồi nhỏ, em bị cắn một lần hồi nhỏ không thể chó, bị cắn một lần em sợ tới. Con bị chó cắn mà là cùng đang chạy với giỡn nó. Ừ. Cái gần của con chó chơi vậy đó em. Ừ. Đá vô cái vô nó bầm nó ra đây nè. Nó rất là ngọt các bạn. Có con tôm này mình vừa chín tới thôi. Nó siêu ngọt, siêu ngon luôn. Ngon quá. Ngon quá. Kẻ thì miếng ghẹ nè. Con này con nhỏ con bự ra. Anh Dữ. Hả? Con này con nhỏ con bự. Con nhỏ. Bà lão lại vất vả. Tính đường hai anh em đi đi. Bây giờ không có cái đó. Ừ. Lên lên nước được rồi. Bây giờ là cho một cái nước này còn luôn. Anh thiết kế cho em một cái góc ngồi trên cái cây nước. Em chỉ quay ngon quá. Mình chỉ ngồi trên góc quay thôi. Được không? Là nó ngồi thẳng ngồi đúng cả. Ngon quá. Các bạn ơi, ở đây mình có hồi nãy anh mình vừa đánh cá được, đánh lên một cá bơn nè các bạn. Mà cái điều mà mình thấy mắc cười nhất là hai con mắt của nó. Các bạn thấy không? Thấy hai mắt nó không? Mọc có một bên nè. Nó vẫn còn sống luôn đó. Đó, các bạn thấy nó chớp không? Chớp miệng không? Ngộ ghê. Nó dẹp lép rồi các bạn, nó mọng dính nè. Mà hai con mắt nó mọc một bên. Nhìn lạ ghê á. Đây. Giờ không biết làm cái con này chắc đem nấu cháo á. Để xíu hồi hỏi anh mình coi làm cái gì. Đây là con của bé chó mẹ cắn chị Trúc vô đó các bạn. Bởi người ta nói giữ như chó đẻ, chó mẹ muốn bảo vệ con nên sẽ rất hay cắn người nha. Các bạn ơi, chị Trúc vừa mới bị chó mẹ cắn đó các bạn. Nhưng mà chị Trúc vẫn rất là đảm đang. Đây, trời ơi, hai dấu đó các bạn ơi. Đây, mình thôi zoom lại cho các bạn xem. Đó. Đúng là con chó rất là khôn luôn á. Cái ông ăn của mình, ông chỉ giỡn, kêu cắn đi mà nó cắn thiệt. Giờ chị đang làm cá này các bạn. Mới vớt thêm được một mớ ghẹ và tôm khác nữa. Đây, ở đây có con sam. Sam này các bạn. Hả? Cái này là cái gì đó? Em cũng biết, cái sam, con sam. Đây là con cúm nè các bạn ơi. Cái này đẹp quá nè. Ừ. Này. Không biết có gì nó sẽ hồi lên hả? Đó. Và con cúm. Cái loại cúm này mình chỉ ăn được hai cái càng thôi, chứ mình nó không có gì để ăn hết đó các bạn. Này con cúm. Cái chuyện bán quyền âm nhạc nữa nha. Cái bài này là mới là cúm. Con sam này các bạn ơi. Cá này mừng sao ta? Cá đó như phải lột da. Biết cá này là cá gì? Nâu. Cá nâu hả? Đây, quá trời cá luôn. Tắt cái nhạc. Ví dụ 2000 của cái máy này, 2000 của cái máy kia.
Để coi đếm mình được 3, 6 con. Con cá là mấy hàng đúng ngon chứ. Khi ra quay, đúng là mấy con cá tươi quá khác ha. Mấy con cá nước mặn mình bỏ lên vị nướng cái mình lật lại cái nó giòn ha. Nó không có bị bong da như cá mình ha. Ừ. Bây giờ đã là buổi chiều rồi các bạn ơi. Và bây giờ mình đang nướng cá đây nè. Anh Ngự mới gửi cá mà mình đang nướng cá nè các bạn. Các bạn có thấy không? Thì cái đầu bếp nướng cá là bạn Công Lập. Bạn Công Lập có một cái kênh YouTube cũng rất là hay. Mình có để link ở dưới phần mô tả nha. Cái này nó cộng 2 là cái này đủ. Các bạn ơi, các bạn có bao giờ bị chó cắn chưa? Rồi nói luôn. Các bạn ơi, các bạn ơi, có bao giờ các bạn bị chó cắn chưa? Một cái cảm giác rất là dao mót các bạn. Có nghĩa là khi các bạn đang đứng, các bạn ôm điện thoại, các bạn selfie giữa cái phong cảnh hữu tình như thế này, thì bất ngờ có một cái gì đó nó táp vào cái chân bạn. Và khi bạn nghe đau rồi, bạn giãy giụa, bạn la làng lên và nó nhất quyết không buông ra. Và đây, cho các bạn xem. Đây, đây là tác phẩm chó cắn. Đây, không phải bên không nha, hai cái mấy bạn hai bên là bên này nữa. Cái lỗ rất là sâu đó, các bạn có thể nhìn thấy. Vậy các bạn có biết không, mình bây giờ mình đang chờ, tại vì bây giờ mình đang ở ngoài đùng á, mình không có vào để mình chích ngừa liền được, nên bây giờ mình đang chờ mà mặt trời lặn trăng lên. Và khi trăng lên mà nếu mình không sùi một mép thì mình an toàn. Còn nếu như mà con chó mà nó chết là mình có vấn đề. Màu ra rất là đẻ khô nè. Là thịt thịt của mình rất là độc hơn chó. Mình cũng không biết nữa, mình cũng không biết là cái khả năng mà bệnh dại ở đây nó có hay không. Nhưng mà hiện giờ mình thấy con chó nó cắn mình là nó đang rất nguy hiểm. Tính mạng con chó đang nguy hiểm. Hiện tại bây giờ là buộc phải có đèn mà mình phải đóng. Đây. Con cá đã chín rồi nha. Đó. Cái điều đặc biệt mà mình không biết tại sao là ở cá ở trên đùng á các bạn, khi mà mình các bạn nướng cái da nó không bị chóc ra mà nó tạo ra một cái lớp vỏ ngoài rất là giòn luôn á. Không có giống như cái loại cá mà mình mua ở trên Sài Gòn. Trời ơi nó béo. Béo lắm. Ăn hổ một tí xíu nha các bạn. Ủa, tôi định ra tôi tham gia nè. Vô đây, vô đây, vô đây. Em cầm nguyên con cắn ngay là với Linh. Ừ? Cắn luôn. Cắn luôn hả? Con nhỏ vậy hả? Ừ, ăn kiểu gần gú á. Ừ. Đó, ừ, cắn hơi sướt. Mở nó ra đi. Ngon. Nó béo dã man luôn nha. Thử ra thử nha, cho ké với. Cắn coi. Con này con được. Trời ơi, thơm quá, thơm á. Mấy con cá này ngọt lắm cơ. Ngọt lắm. Thơm. Các bạn biết cái cảm giác mà khi mà mới vừa mới vớt lên mà hồi nãy lúc mà nướng nó vẫn còn sống các bạn, nó vẫn còn, mà nó còn á. Xong bỏ lên vị nướng luôn. Ngọt ngay. Cực ngọt. Ừ. Đó. Ngọt. Ngon dễ mang á. Để có lấy gì ra chấm không vậy? Muối ớt đi Lập. Có chai muối ớt làm. Thôi đi ngang đó, không đi đâu, con chó nó cắn nữa. Trời ơi nó bốc khói nè các bạn ơi. Để. Đoàn mình á là có 4 người mà hết 3 người bị chó cắn. Nó bốc khói nè các bạn ơi, trời ơi đã quá nè chị. Ăn đi, ăn đi em, ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn trước đi. Em ra quay phim. Ngon quá. Trời ơi thịt này các bạn ơi. Wow wow. Đã chưa. Xích vô, xích sát vô luôn. Cho mọi người coi, đẹp chưa, đã chưa. Các bạn nào mà là tín đồ của cá là không ăn cái này là rất là hối tiếc nha các bạn. Không ăn là tiếc nửa cuộc đời nha. Này Linh, mình nghĩ vài năm nữa thì Long Sơn họ sẽ phát triển du lịch nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó chắc hết đẹp. Đúng không? Để sẽ đẹp nhưng mà đồ ăn hết ngon. Đâu đẹp đâu. Bây giờ giả vậy mấy người. Bây giờ là nó vẫn còn hoang sơ và nó rất là đẹp các bạn. Cá này chắc xương lắm. Đây con cá bơn nè các bạn. Con cá ở đây Việt Nam, ở hàng họ kêu bằng cá bơn nha, ở mình kêu bằng lưỡi trâu. Đó. Còn mình là kêu là hắc bạch vô thường. Tại vì một bên trắng, ở một bên đen, một bên trắng. Rồi thử đi chị. Nghe em này nhìn nó giống con khô hơn ha. Ờ em nghe nói con này ngon lắm. Đây phần thịt của nó. Nó giống thịt con ghẹ. Ha, cái bùi nó giống con ghẹ ha. Nhưng mà nó không có thịt nhiều hết bởi vì nó dẹp lép à. Em nút cái đầu quần cá nâu nó đã lắm phải Linh. Cá nâu không? Đắng quá, nãy em ăn chúng cái mật bị đắng. Bị đắng quá. Mật cá.
lấy giùm em đi, nhát tay quá. Ăn như con ghẹ hả? Ủa cái đèo, cái đầu nó béo chứ hả? Ngon quá hả? Có đầu bếp ngồi kế bên gỡ thịt cho ăn luôn, sung sướng vô cùng các bạn. Ồ, anh ơi nó bể mật rồi, đắng quá. Thôi bỏ con đó đi. Nó bể mật rồi. Anh ăn luôn hả? Anh mới dùng. Ừ, ăn cái gan. Đắng quá. Cắn cái đầu nút nhai kỹ. Anh ăn thịt chó không? Thôi hồi khỏi về luôn giờ chú. Tối quá rồi, hết cái đường rồi. Bé quá. Bé mà rất là ngọt luôn các bạn. Ngọt ngọt mặn mặn. Bây giờ trời đã rất là tối rồi các bạn ơi. Chắc là Linh không tiếp tục quay cho các bạn xem được rồi. Bởi vì ở đây không có điện. Điện không thể nào kéo ra tới đây được các bạn. Của này của chồng hả? Sẽ ngừng video ở đây nha.